Thiên故事学汉语。Xin chào mọi người, rất vui được gặp lại mọi người trong chuyên mục Nghe kể chuyện học tiếng Hán của Lê Gia Huynh Đệ. Câu chuyện hôm nay của chúng ta là 最好吃的泡面, tô mì gói ngon nhất. 他是个单身爸爸. Câu chuyện kể về một người cha. 他, anh ấy, 是个单身爸爸. Đơn thân có nghĩa là không có vợ hay là không có chồng. Tiếng Việt chúng ta gọi là độc thân. 单身爸爸 có nghĩa là người bố độc thân, vì vợ anh nhiều năm trước không may đã qua đời sớm. 他是个单身爸爸, cho nên là anh là một ông bố độc thân. Và anh ấy phải 独自抚养一个七岁的儿子, độc tự, phủ dưỡng, độc tự, độc là độc nhất, tự là tự mình, tự một mình, phủ dưỡng, phủ dưỡng, phủ có nghĩa là nâng đỡ, dưỡng là nuôi dưỡng, phủ dưỡng là nuôi nấng, chúng ta dùng với nuôi nấng con, cháu mình. Còn nếu nuôi nấng người lớn, như là cha mẹ, ông bà mình, thì chúng ta dùng từ sàn dạng. Tú tự phủ dưỡng, một mình nuôi nấng, ý cơ, chi suy đà ở tử, một đứa con trai, ở tử, chi suy, thất tuế, có nghĩa là 7 tuổi. Anh ta một mình, tự mình nuôi nấng một đứa con trai 7 tuổi. Tú tự phủ dưỡng, ý cơ, chi suy đà ở tử. Tiếng Việt chúng ta hay nói là phải chịu cái cảnh gà trống nuôi con. Và anh ấy luôn ý thức rằng con trai của mình không có mẹ, cho nên nó rất là thiệt thòi. Muốn lo cho con, muốn dành cho con trai mình cái tình thương gấp đôi như bình thường mà anh có thể. 一天他留下孩子去出差. Và vì muốn lo cho con chu đáo, cho nên là anh làm việc cũng rất là tích cực. Một hôm nọ thì anh phải đi 出差, xuất sai. Xuất là đi ra, sai là cái công việc. 出差 là đi công tác xa. 一天他留下, lưu hạ, lưu xa có nghĩa là để lại, lưu lại. Lưu xa hải zi, để con lại ở nhà. 一天他留下孩子去出差. Một hôm anh để con lại và đi công tác. 要赶火车没时间陪孩子吃早餐. 要赶火车, 要 yếu là phải làm gì đó. 赶 có nghĩa là gấp gáp. 火车 là xe lửa, xe hỏa. 赶火车 có nghĩa là phải đi gấp để kịp cái giờ của xe lửa. Cho nên là 没时间, không có thời gian. 陪孩子吃早餐, 陪 bồi có nghĩa là cùng với ai đó làm gì đó. 陪孩子吃早餐 là ăn sáng. Không có thời gian ăn sáng với con. 没时间陪孩子吃早餐. 一路上老是放不下心. 一路上 nhất lộ thường có nghĩa là suốt cái quãng đường, suốt cái chuyến đi đó. 老是 lão thì nó cũng giống như 总是 có nghĩa là cứ mãi, cứ luôn luôn. Cứ mãi 放不下心, ta có 放心 có nghĩa là yên tâm. 放不下心 là không yên tâm được, không thể nào yên tâm được, bồn chồn lo lắng. Cho nên là 不时 打电话回家, 不时 bất thời có nghĩa là cứ một chốc một lát, thỉnh thoảng thì lại làm gì đó. 打电话gọi điện thoại, 回家回家về nhà để mà hỏi thăm con trai. Và đứa con 7 tuổi của anh thì 孩子很懂事. 孩子 có nghĩa là đứa trẻ, đứa con thì rất là 懂事, 懂事 có nghĩa là nó hiểu việc, hiểu chuyện. Cho nên nó không có muốn ba nó phải lo cho nó quá nhiều. 总要, ba ba 不要担心. 总 có nghĩa là luôn luôn. 要 là muốn. 不要担心, đừng có lo lắng. 总要, ba ba 不要担心. Nó luôn muốn bố nó là đừng có lo lắng. 然而他心里牵挂不安. 然而宁宁 có nghĩa là thế nhưng, mặc dù vậy, nhưng mà. 他心里, ở trong lòng anh ấy thì 牵挂不安. 牵挂, khiên quải, có nghĩa là vướng bận ở trong lòng. 不安, bất an, trong lòng anh ta rất là luôn là vướng bận, bận tâm vì con trai.
rất là bất an. Và anh ấy phải cào cào xử lý hoàn sự tình, thả sang quy tụ. Cào cào, thảo thảo có nghĩa là làm cái gì đó một cách qua loa, qua quýt. Xử lý hoàn sự tình, xử lý hoàn hoàn là xong. Sự tình, sự tình có nghĩa là cái công việc, cái sự tình, sự việc. Cào cào xử lý hoàn sự tình, xử lý công việc một cách qua loa cho xong. Để mà thả sang quy tụ, đạp thượng quy đồ. Đạp thượng có nghĩa là bước lên cái quy đồ, quy đồ, quy là về, đồ là cái con đường. Thả sang quy tụ, đạp thượng quy đồ có nghĩa là bước lên cái hành trình quay về nhà. 回到家时孩子已经熟睡了. 回到家时, hồi đáo gia thời có nghĩa là lúc về đến nhà thì hài tử đã chín sú suy, thục thủy sú suy, thục có nghĩa là chín mùi, thủy là ngủ, sú suy là ngủ say rồi. Hài tử đã chín sú suy là con trai anh, đứa trẻ nó đã ngủ rồi, nó đã ngủ say rồi. Ta zhe cai song le yi kou qi, ta zhe cai có nghĩa là lúc này mới song le yi kou qi. Sông có nghĩa là thả lỏng ra. Yì khẩu qì là một hơi thở. Sông lì yì khẩu qì có nghĩa là thở phào nhẹ nhõm. Thả trở thái sông lì yì khẩu qì. Lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm. Vì suốt cái chặng đường, từ khi đi cho đến khi về, anh luôn luôn lo cho con trai. Nhưng mà bây giờ thấy nó đã ngủ say thì anh đã yên tâm bớt. Và anh đi tắm rửa và chuẩn bị đi ngủ. Chuẩn bị chiều chỉnh sử, nhưng mà cái lúc chuẩn bị đi ngủ á, chuẩn bị sắp sửa, chiều chỉnh tự tắm, tắm cũng có nghĩa là ngủ nghỉ, chiều chỉnh có nghĩa là đi ngủ. Chuẩn bị chiều chỉnh sử, cái lúc mà chuẩn bị đi ngủ thì thu rán đột nhiên ta chứ y chinh chứ chinh ngạc kinh có nghĩa là bất ngờ, kinh ngạc vì một cái sự việc gì đó. Và cái cụm ta chứ y chinh có nghĩa là vô cùng kinh ngạc. Vì sao mà anh lại bất ngờ như vậy? Miễn bê xa miễn jing rán yô y wán tả phán lờ tờ pao miễn. Miễn bê xa miễn, miễn bê miễn là bông gòn. Miễn bê có nghĩa là cái chăn bông. Miễn bê xa miễn, miễn bị hạ diện là ở phía dưới của cái chăn bông. Jing rán yô, chính là nó chỉ một cái sự việc gì đó xảy ra mà ngoài cái sự dự đoán của mình, ngoài cái suy nghĩ của mình, có nghĩa là mà lại có, chính là có. Miễn bị xa miền chính là có, ở phía dưới của cái chăn bông nó lại có y vãn tả phán lơ tơ bào miền. Y vãn là một bát, bào miền, bào miếng, bào có nghĩa là ngâm trong nước, và miếng là mì, bào miền có nghĩa là mì gói, mì ăn liền, còn gọi là phân biện miền. Y vạn pao miệng có nghĩa là một tô mì gói. Tả phán đã phiên là nó đã bị ngã rồi, bị ngã đổ. Y vạn tả phán là tô pao miệng. Một cái bát mì ăn liền nó đã ngã đổ ở phía dưới cây miễn bề xa miệng, ở phía dưới cây chăn bông. Lúc này anh ấy đã rất là mệt mỏi, anh ấy chỉ muốn có một cái giấc ngủ yên ổn. Nhưng mà vừa lật cái chăn bông lên thì anh lại thấy một cái tô mì đổ trên giường như vậy, rất là nhếch nhác như vậy. Thì anh vô cùng bực tức. 这孩子, 他在盛怒之下, 朝熟睡中的儿子的屁股一阵狠打. 这孩子, bây giờ người khí của anh rất là tức giận. Thằng bé này, 他在盛怒之下, 盛怒, thịnh nộ. Thịnh có nghĩa là nó dâng cao, nó ở cái giai đoạn cao trào. Nộ là tức giận. 盛怒 có nghĩa là vô cùng tức giận. Tại cái gì đó, chứ xạ, có nghĩa là ở trong cái trạng thái, trong cái tình huống gì đó. Tha zài sheng nu zhi xạ, anh ta trong lúc đang rất nóng giận thì chào shú shui zhong da er zi da pi gu yi zhen hen da. Chào có nghĩa là về hướng gì đó, chỉ cái hướng của cái hành động. Chào cái gì đó, tả, có nghĩa là đánh vào cái gì đó. Chào pi gu, tả, đánh vào cái mông. Pi gu có nghĩa là cái mông. Không phải là đánh bình thường mà là hẳn tả. Hẳn có nghĩa là đánh rất là mạnh. Ý trận hẳn tả có nghĩa đánh túi bụi. Sú suy trung tả ẩy zi tả pi gu. Chào sú suy trung tả ẩy zi tả pi gu. Ý trận hẳn tả. Đánh túi bụi vào mông của đứa con trai đang ngủ say.
为什么这么不乖？惹爸爸生气？你这样调皮，把棉被弄，要给谁洗？为什么这么不乖？为什么？为啥？啊，这么不乖，乖跟你来乖乖啊？为啥跟来空乖一回？为什么这么不乖？惹爸爸生气，惹跟你来叫啊，惹挨着生气叫痒，挨着惹爸爸生气叫痒不？你这样调皮，牛逼调皮跟你来个硬，你这样调皮跟个真一回，把棉被弄。把鼻子的弄，có nghĩa là làm cho cái vật đó nó ra như vậy. 把棉被弄， làm cho cái chăn bông ra như vậy. 要给谁洗？洗là giặt rửa. 要给谁洗？để cho ai giặt đây? 这是妻子过世之后，他第一次体罚孩子。这是đây là妻子thế tử là vợ过世quá thế là qua đời. 这是妻子过世之后。Đây là sau khi vợ qua đời, tha đi ý sự, lần đầu tiên anh ấy thị phá thể phạt, thể là thân thể, cơ thể, phạt là trừng phạt. Thị phá nó chỉ cái việc đánh đòn, à, trừng phạt bằng việc đánh đòn. 这是妻子过世之后, tha đi ý sự thị phá hại sự. Đây là lần đầu tiên sau khi vợ qua đời, anh ấy đánh con. Cậu bé lúc này rất là ấm ức.Khóc tức tưởi bị ba mình đánh bất ngờ trong lúc đang ngủ say như vậy. Hải tử chô chô ye ye de biện giải zhe. Chô chô ye ye có nghĩa là khóc thúc thích, khóc ấm ức, biện giải có nghĩa là phân trần, giải thích cho cái sự hiểu lầm. Chữ tơ địa này nó ngăn cách giữa cái trạng ngữ, chỉ trạng thái của hành động và cái động từ ở phía sau. Còn chữ trợ nó đặt sau động từ để chỉ cái hành động nàyđang diễn ra, biện giải zhe, chô chô ye ye de biện giải zhe, có nghĩa là vừa khóc ấm ức, vừa giải thích, vừa phân trần. Hải tử chô chô ye ye de biện giải zhe. 我没有调皮，这是给爸爸的晚餐。我没有调皮，啊，刚không có ngực đâu. 这是 đây là给爸爸的晚餐,晚餐là cái bữa ăn tối.Đây là bữa tối dành cho bố. 这是给爸爸的晚餐。原来孩子特地泡了面给爸爸，怕面凉掉，放进了棉被底下保温。原来 nguyên lai có nghĩa là vốn là thì ra là 孩子特地 đặc biệt có nghĩa là đặc biệt dành riêng cho ai đó gọi là 特地啊，特地泡了面，泡了面。泡面có nghĩa là chế mì, pha mì. 原来孩子特地泡了面给爸爸. Thì ra cậu bé đã đặc biệt chế mì dành cho ba. Và cậu bé đã chế hai tô mì. Nhưng mà chờ ba lâu quá, cậu mới ăn tô mì của mình. Còn một tô mì của ba mình thì 怕面凉掉, 怕舍人, 面凉掉, 凉có nghĩa là nguội lạnh, 凉掉, nguội mất.怕面凉掉，舍米比鬼嘛，他搞么放进了棉被底下保温，放进了得往中，得往到棉被底下，底下得哈，có nghĩa là ở phía dưới, 啊，棉被底下 ở phía dưới cái chăn bông, để mà bảo温, 保温, 温 là nhiệt độ, 保là giữ duy trì, 啊，保温 để giữ ấm, 放进了棉被底下保温。Để ở phía dưới cái chăn bông để giữ ấm. Nghe con kể đầu đuôi câu chuyện như vậy, người cha cảm thấy rất là hối hận vì hành động đánh con vừa rồi. Anh ấy đã trách lầm con trai của mình. Và không ngờ đứa con trai của mình nó lại hiểu chuyện, nó lại thương bố đến như vậy. Anh ta rất là cảm động. Tha y ủy bù phá, tha nhất ngữ bất phát. Anh ta không nói một lời nào. Chín chín bao trù hải zi.紧紧khẩn khẩn có nghĩa là rất là chặt. Bao là ôm, bao trù ôm lấy. 紧紧抱住孩子, ôm lấy con thật là chặt. Một lát sau thì 看着已经泡胀了的泡面, 看着nhìn 已经泡胀, 泡là ngâm trong nước, 胀có nghĩa là nó đã nở, nó đã trương lên. 泡胀了的泡面, cái tô mì gói nó đã nở trương lên.
看着已经泡胀了的泡面，念叨：“这稻米糕哪点能蒸嘞？”王大伯安抚那位刚门了：“孩子，这是世界上最美味的泡面呢。”孩子刚啊，这是来了世界上真太优最美味美味啊，美味了特么最了捏最美味特么捏，这是世界上最美味的泡面呢。来了都没该我捏太优